Nếu bạn muốn cập nhật những thông tin công nghệ nhanh nhất và tìm hiểu những cái bài viết chuyên sâu về thế giới công nghệ thì có thể ghé thăm website chính thức của The Basel, có tên gọi thepixel.vn. Link của website thì mình sẽ để trong phần mô tả của clip. Xin chào các bạn, trong cái phân khúc giá khoảng hơn 5 triệu đồng thì Nokia G50 và Poco M4 Pro 5G đang là hai đại diện mình thấy rằng là cân tài cân sức bậc nhất trong cái tầm giá này và rất đá để con lựa chọn là một cái món quà dành tặng cho ba mẹ, bạn bè hoặc là những người thân yêu của chúng ta nhân dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022 đúng không? Vậy thì với hai chiếc máy này, các bạn nên lựa chọn chiếc máy nào sẽ phù hợp với mục đích sử dụng của mỗi bạn? thì video ngày hôm nay mình sẽ so sánh chi tiết cho các bạn giữa chiếc Nokia G50 và Poco M4 Pro 5G. Let's go! Và nếu các bạn nào mà đang quan tâm tới smartphone đặc biệt là chiếc Nokia G50 thì đừng quên ghé qua hệ thống Savanet. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay. Trước tiên về mặt thiết kế thì cái này tùy thuộc vào mỗi bạn thôi. Có bạn sẽ thích thiết kế của M4 Pro 5G, có bạn thích thiết kế của Nokia G50. À, dưới góc độ cá nhân của mình nha thì mình thích cái thiết kế nó hơi đơn giản một tí xíu. Ý là ít chi tiết ở trên cái chiếc Nokia G50 Có lẽ là bây giờ mình cũng hơi giả rồi Cho nên là mình thích một cái gì đó nó mang tính hơi ít ít chi tiết một tí xíu Nhìn vào nó sẽ sang trọng hơn so với là một cái sản phẩm có cái cụm camera nhìn vào thực sự rất là ấn tượng như là ở trên Boco M4 Pro 5G Cái này chỉ là quan điểm cá nhân thôi ha cho nên là sẽ không có đúng và không có sai Thiết kế mà vẻ đẹp thì mỗi bạn sẽ có những cái khẩu vị là hoàn toàn khác nhau Nhưng đó là khi mà chúng ta nhìn ở cái phần là mà sao thôi, chứ còn nếu mà chúng ta nhìn xong mặt trước thì ôi sồi ơi, 99,9% 99 mọi người sẽ lựa chọn đó chính là chiếc Poco M4 Pro 5G. Bởi vì sao? Màn hình đục lỗ. Màn hình đục lỗ thì chắc chắn rồi, nó sẽ hiện đại hơn, rồi là nó sẽ có một cái chút gì đó nó sang trọng và đẳng cấp hơn so với cái kiểu màn hình dạng giọt nước ở trên cái chiếc máy đến từ nhà Nokia và chưa kể là cái viền màn hình phía dưới của chiếc M4 Pro 5G á, nó cũng sẽ mỏng hơn tương đối là nhiều so với là Nokia G50 nhìn vào cái mặt trước của Nokia G50 đúng thiệt có hai điểm mình không thể yêu thích nổi thứ nhất hình dọn nước thứ hai là gì viên màn hình dây là còn đẩy thêm cái logo Nokia ở đây nữa thì không biết nói gì luôn các bạn ạ mình mình không có thích cái kiểu thiết kế như thế này đến từ nhà Nokia Còn về chất lượng màn hình thì nó cũng sẽ có những cái sự khác biệt ở đây các bạn ạ Đối với những anh chị em nào mà đang có ý định là mua điện thoại tặng cho người lớn tuổi á, thì Nokia G50 là một cái lựa chọn nên cân nhắc nha Tại sao lại như vậy? Là bởi vì nó có kích thước màn hình cực kỳ lớn Khi mà các bạn có một cái kích thước màn hình lớn thì mọi thao tác nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều đối với những người lớn tuổi Bởi vì sao bây giờ mắt thì cũng đã mờ rồi và cần một cái gì đó mà kiểu như là chúng ta có thể là tăng cái kích thước phông lên á. Kích thước màn hình lớn thì khi mà chúng ta tăng kích thước phông lên nhìn nó sẽ rõ ràng hơn so với việc là chúng ta sử dụng một cái cái máy. Ừ, đúng tiệt là nếu mà chúng ta nói về độ phân giải màn hình á thì ở trên cái chiếc Nokia G50 nó không có tuổi để so với là Poco M4 Pro 5G. Nhưng mà khi mà chúng ta phóng to lên thì mắt của người lớn mà thì à sẽ nhìn thấy à ừ rõ đấy, nhìn thấy cái chữ đó. Thì mình thấy rằng là nó cũng sẽ là một cái sự cân nhắc rất là đáng để các bạn có thể là lựa chọn cái chiếc Nokia G50. Còn về cái phần là chất lượng hiển thị thì có rất là nhiều điểm mình đánh giá cao ở trên cái chiếc Poco M4 Pro. Thứ nhất là mức độ nổi khối thì mình thấy rằng là nó sẽ tốt hơn so với là G50 này. Màu sắc thì nó cũng sẽ hiển thị tốt hơn nịnh mắt hơn so với là Nokia G50 và tất nhiên là nếu mà gọi là độ chi tiết thì chắc chắn là M4 Pro 5G nó cũng sẽ ngon hơn so với là G50 chỉ có một điểm mình không thích đó đây là gì đó chính là về cái độ sáng màn hình thì mình thấy rằng là ở trên chiếc Nokia G50 nó sẽ có cái màn thể hiện là ok hơn so với là chiếc máy đến từ nhà Poco nhưng bù lại thì Poco có cái gì ạ đó chính là cái tần số quét cao à cái tần số quét cao thì với những bạn nào mà yêu thích trải nghiệm những cái tần số quét cao ấy thì chắc chắn rồi Poco M4 Pro 5G là một cái lựa chọn quá wow, ok trong cái tầm giá như thế này rồi đúng không còn về cái phần hiệu năng thì ồ đây lại là một cái điểm mà chúng ta lại phải cân nhắc này thông thường thì nhắc tới những sản phẩm đến từ nhà poco hay là đến từ nhà xiaomi chúng ta sẽ nhớ tới phần hiệu năng đúng không và đúng thiệt là ở trên poco m 4 pro 5 g nó cũng được trang bị một con chip rất ngon trong tầm tiền này nhưng để nói về cái khả năng tối ưu hóa phần cứng và phần mềm thì lần này mình lại đánh giá cao ở trên cái chiếc Nokia G50 hơn các bạn ạ. Thứ nhất là nó chạy Android One Mặc dù là giao diện mình không thể thích một chút nào cả Bởi vì giao diện mình nhìn vào Android thuần nó nó rất là xấu Và thứ hai là khi mà kết hợp với Android One Chúng ta lại chỉ có độ phân giải màn hình là HD+, Thì chắc chắn kết hợp với cái vi xử lý là Snapdragon 480 á nó sẽ mang đến một cái trải nghiệm ngay từ những cái tác vụ cơ bản hàng ngày thôi thì nó đã vô cùng là mượt mà rồi chứ từng nói gì là chơi game đâu nha còn với cái chiếc Poco M4 Pro 5G trong cái quá trình mà mình sử dụng mấy ngày quá thì có một cái vấn đề ở đây là gì là ngay cả những cái tác vụ cơ bản hàng ngày thì mình vẫn có cảm giác là nó hơi bị khử khự nó hơi bị lắc lắc nhẹ các bạn ạ nó không mang đến cho mình một cái cảm giác nó nuột nà được 100% được đó thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ có sự đánh đổi thôi chúng ta có một cái độ phân giải màn hình cao này chúng ta có một cái tần số quét cao đi kèm với một con chip như thế này thì đôi lúc kiểu như là cái nền tảng MIUI ấy, nó cũng chưa mang đến một cái khả năng tối ưu hóa tốt được cho nên là những cái tác vụ cơ bản hàng ngày thì mình đánh giá là ở trên cái chiếc Nokia G50 nó sẽ ok hơn so với là Poco M4 Pro 5G nha các bạn và bên cạnh đó thì cái khả năng chơi game thì mình cũng đánh giá là với cái giao diện Android One á, cái khả năng tương thích mọi thứ nó sẽ ổn định hơn so với là Poco M4 Pro 5G còn về cái phần là chất lượng âm thanh thì lần này Poco M4 Pro 5G nó sẽ ngon hơn nha bởi vì sao bởi vì chúng ta có hệ thống loa kép stereo wow ok luôn đúng không nghe nhạc thì nó sẽ cực kỳ là thích bởi vì nó có thể là tạo ra được cái um, âm vòm 3D ấy, nghe nó rất là sướng tai các bạn ạ. Còn về phần camera thì nếu mà chúng ta xét ở cái camera chính hay là cái camera rộng ấy, thì mình thấy rằng là cái độ chi tiết nó không chênh lệch nhau quá là nhiều đâu các bạn ạ. Nó cứ xem xem nhau mà thôi. Nhưng mà mỗi máy thì nó sẽ có một cái thiên hướng khác nhau. Thứ nhất á, là với chiếc Nokia G50 thì những bức ảnh khi mà chúng ta chụp ra các bạn sẽ thấy liền là nó rất là sáng, nó sáng sổ hơn nó khá là nhiều so với là ở trên chiếc Poco M4 Pro nhưng nói như vậy thì không có nghĩa rằng là sản phẩm đến từ nhà POCO Không có điểm mạnh về phần camera nha Những bức ảnh mà chụp ra từ cái chiếc M4 Pro 5G Mình thấy rằng là màu sắc của nó sẽ tươi tắn hơn ấy. À, Với những bạn nào mà không thích kiểu như là chụp sau mất thời gian chỉnh sửa Thì đây Poco M4 Pro chụp xong nó sẽ cảm thấy là nịnh mắt người dùng hơn so với là Nokia G50. Vậy tổng kết lại thì các bạn nên lựa chọn chiếc máy nào? Thực ra thì mỗi sản phẩm nó sẽ hướng tới những nhu cầu hoàn toàn là khác nhau. Với những bạn nào mà là fan của bên nhà Xiaomi, fan bên nhà Poco cầm một chiếc máy hỗ trợ mạng 5G, một cái màn hình hiển thị đủ đẹp này, chúng ta cũng có tần số quét cao này. Đi kèm với đó thì cái nền tảng MIUI nó mang đến những cái trải nghiệm, những cái tính năng vô cùng là thú vị. Hay là có hệ thống loa kép stereo thì ở trên cái chiếc Poco M4 Pro 5G nó sẽ phù hợp hơn. Còn với những ai mà đang cần tìm kiếm một chiếc máy dành cho người lớn tuổi hoặc đơn giản là các bạn cần một chiếc máy mà nó có cái khả năng tương thích phần cứng, phần mềm cực kỳ là tốt á thì Nokia G50 nó sẽ là một cái lựa chọn ok hơn khá là nhiều nhá. À quên mất, hồi nãy giờ lo nói thì lại quên đó là gì là pin. Hai chiếc máy này đều có viên pin 5000mAh. Tuy nhiên ở trên cái chiếc máy đến từ nhà Nokia cái thời gian sử dụng của các bạn sẽ được lâu hơn so với là Poco M4 Pro 5G nha nhưng bù lại thì M4 Pro 5G chúng ta sẽ có một cái tốc độ sạc nhanh hơn 33W cơ mà đó nó sẽ nhanh hơn 18W rất là nhiều ở trên cái chiếc Nokia G50 vậy thì hai chiếc máy này các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay còn bây giờ thì bye